về một người đàn ông đã trúng 11 tờ vé số giải đặc biệt với tổng trị giá 22 tỷ đồng. Đáng chú ý hơn nữa, người đàn ông may mắn này còn quyết định tặng cho người bạn đi bán vé số cùng nhiều năm một tờ, tương đương với 2 tỷ đồng. Ông Sang, chủ đại lý vé số Lý Sang ở huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận thông tin trên là chính xác. 11 tờ vé số trúng giải đặc biệt thuộc đài Đà Lạt mở thưởng ngày 6 tháng 10 vừa qua với dãy số là 934750. Tổng số tiền trúng thưởng là 22 tỷ đồng. Mỗi tờ vé số sẽ trừ 10% tiền thuế theo quy định. Theo tiết lộ từ ông Sang, trúng giải thưởng rất lớn này là một người đàn ông bán vé số dạo. Do hôm đó bán không hết nên đã quyết định giữ lại 15 tờ vé số ế. Người đàn ông bán vé số dạo này đã lấy vé số ở đại lý của ông Sang khoảng hơn một năm vừa qua. Được biết, người đàn ông này có cuộc đời không được may mắn. Ông bị khuyết tật ở chân, mẹ đã mất, hiện sống cùng với cha, không có vợ con, đang ở trọ và hàng ngày bán vé số dạo quanh khu vực cầu Đức Hòa. Ông Sang chia sẻ, đã chuyển số tiền trúng thưởng cho người đàn ông nói trên. Người bán vé số này cũng đã tặng cho một người bạn hay đi bán cùng một tờ vé số trúng giải đặc biệt. Ngoài ra, sau khi nhận tiền, người đàn ông này cũng tặng mỗi người bán vé số cùng 5 triệu đồng. Ở phần tiếp theo của chương trình, câu chuyện buổi sáng, việc xanh hóa các phương tiện giao thông gặp nhiều vướng mắc, đặc biệt về cơ chế chính sách, hạ tầng giao thông, hạ tầng trạm sạc. Trước xu thế già hóa dân số, các nước châu Á tìm cách thích ứng bằng cách đón nhận người cao tuổi như động lực cho kinh tế thay vì tạo áp lực lên hệ thống an ninh xã hội. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài một tuần tại Trung Quốc đã đem lại động lực lớn cho nền kinh tế tiêu dùng với hơn 24.000 sự kiện văn hóa và du lịch diễn ra trên khắp cả nước. Giao thông vận tải là lĩnh vực sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch, phát thải lượng lớn khí nhà kính, ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường. Do đó, phát triển giao thông theo hướng xanh hóa, trong đó chú trọng chuyển đổi phương tiện sang sử dụng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường là giải pháp quan trọng hàng đầu. Thế nhưng dù có nhiều lợi ích cho môi trường và người sử dụng đang được khuyến khích phát triển, nhưng thực tế, việc xanh hóa các phương tiện giao thông hiện cũng còn gặp nhiều vướng mắc. Đó là những vấn đề về cơ chế chính sách, hạ tầng giao thông, hạ tầng trạm sạc, cần được tháo gỡ trong thời gian tới. Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ mà chủ yếu là xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy tiêu thụ khoảng 70% lượng xăng dầu trong cả nước. Nhưng nếu chọn phương tiện di chuyển là xe đạp, mức tiêu hao năng lượng xăng dầu sẽ bằng không. Anh Lê Việt Hà, một kiến trúc sư sinh sống và làm việc tại Hà Nội, đã chọn cho mình cách di chuyển Net Zero như thế. Và sự lựa chọn này được anh duy trì trong gần 10 năm qua. Từ nhà tới nơi làm việc hay từ nhà đi đến bất cứ đâu, chiếc xe đạp luôn đồng hành cùng anh trên những cung đường. Với anh Hà, điều này ít nhiều có lợi cho sức khỏe của anh và trên hết là tạo ra thói quen không sử dụng phương tiện xăng dầu, lan tỏa tới từng người ý thức bảo vệ môi trường, thói quen sử dụng phương tiện giao thông xanh. Đối với cái xe đạp thì chúng ta đều biết là chúng ta sẽ không sử dụng xăng dầu, nó là một cái phương tiện giao thông xanh. Và khi không sử dụng xăng dầu thì chúng ta cũng đã tiết kiệm được cái năng lượng, một cái nguồn mà chủ yếu bây giờ là đang khai thác từ năng lượng hóa thạch, thì chúng ta đã giảm được cái sự tiêu hao và giảm tiết kiệm năng lượng. Cái cách mà tốt hơn để chúng ta giảm được cái năng lượng là chúng ta phải sử dụng giao thông công cộng, tức là sẽ phải di chuyển chung, di chuyển tập thể trên các cái phương tiện, ví dụ như là xe buýt hay là đường sắt trên cao. Giao thông xanh có thể hiểu là việc sử dụng các phương tiện giao thông hạn chế khí thải carbon và những loại khí thải độc hại khác ra môi trường. Giao thông xanh có thể sử dụng sức người, năng lượng tái tạo, điện, khí thiên nhiên nén như sử dụng xe đạp, xe máy, ô tô điện, xe chạy bằng khí nén CNG, sẽ sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió với lượng phát thải gần như bằng không. Những phương tiện xanh này giúp môi trường trở nên trong lành hơn,
Hơn hết, việc chuyển đổi phương tiện năng lượng xanh là xu hướng tất yếu của thế giới, trong đó có Việt Nam. Tất nhiên là để mà có thể thay đổi thì nó cũng không phải là nhanh chóng hay là chúng ta vội được, mà nó cần một cái quá trình, đặc biệt là liên quan đến nhận thức cũng như là ý thức. Đấy, thì ban đầu chúng ta vẫn phải bắt đầu từ những cái cơ chế chính sách bắt buộc để cho cái sự thay đổi đấy nó thực sự là đi vào đời sống. Theo các chuyên gia, ba yếu tố tác động tới sự chuyển đổi sang xe điện ở Việt Nam đó là yếu tố phát thải CO2 và cơ cấu năng lượng, yếu tố cơ sở hạ tầng, trạm sạc và yếu tố chi phí sản xuất, giá xe. Một rào cản rất lớn phải kể đến đó là việc phát triển hạ tầng phục vụ cho hệ thống xe buýt điện, ô tô điện, đặc biệt là hạ tầng trạm sạc. Chưa có nhiều chính sách ưu đãi phương tiện giao thông xanh và cũng chưa có nhiều các chính sách đối với việc phát triển các hạ tầng trạm sạc đối với phương tiện điện. Chính sách hỗ trợ về thuế phí đối với phương tiện điện hiện có vẫn đang được xác định dựa trên cái đặc tính kỹ thuật giống như đối với các cái phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, mà chúng ta chưa tính đến dựa trên cái mức phát thải các chất ô nhiễm. Hạ tầng giao thông, đường xá thế nào, có đủ các thứ không, có đủ đảm bảo cho để nó tất cả các nơi cả để xe điện có thể chạy được không? Đây là thứ hai đó, tôi lại nói là các trạm điện phải xuất hiện ở các nơi, ta xây mới thì sẽ thế nào? Cái thứ ba nữa là trong những trường hợp mà giá thành nó cao thì ta sẽ hỗ trợ thế nào cho những người đang khó khăn, những doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp tư nhân đang vận tải. Cũng theo các chuyên gia giao thông, bên cạnh việc phát triển hạ tầng giao thông xanh, rất cần những chính sách có tính sáng tạo, đổi mới trong việc vận hành, triển khai các mô hình giao thông xanh, tạo sự thuyết phục để người dân chủ động chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng nói chung và phương tiện giao thông xanh nói riêng. Mới đây, Bộ Y tế đã thành lập ban soạn thảo xây dựng thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư quy định về kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, lấy ý kiến đóng góp dự thảo thông tư. Trước mắt, Bộ Y tế sẽ thí điểm kê đơn thuốc ngoại trú điều trị các bệnh mãn tính kéo dài tối đa 90 ngày. Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế cho biết đã nhận được các ý kiến đóng góp về các vấn đề liên quan đến việc kê đơn thuốc điều trị ngoại trú của các bệnh mãn tính. Trong đó có các ý kiến đồng tình kê đơn thuốc điều trị ngoại trú với số thuốc được dùng dài ngày hơn so với quy định đang áp dụng là 30 ngày. Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết sẽ thí điểm kê đơn thuốc ngoại trú điều trị các bệnh mãn tính kéo dài tối đa 90 ngày. Thời gian thí điểm là 6 tháng, dự kiến từ ngày 1 tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025. Giao giám đốc bệnh viện ban hành danh mục thí điểm cho từng đơn vị. Thứ trưởng Trần Văn Thuấn lưu ý việc áp dụng kê đơn ngoại trú cần tùy thuộc tình trạng bệnh, thể trạng người bệnh và các yếu tố khác, đặc biệt phải trên cơ sở đánh giá cụ thể của bác sĩ điều trị. Cục Quản lý Khám chữa bệnh cần đề xuất lựa chọn các bệnh viện phù hợp đưa vào thí điểm kê đơn thuốc ngoại trú dài ngày. Sau thí điểm, Cục sẽ đánh giá, tổng kết, đề xuất để đưa vào thông tư. Trước việc xuất hiện nhiều đối tượng giả danh các đoàn thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm, Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Sở An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thủ đoạn giả danh các đoàn thanh tra kiểm tra. Theo đó, Cục An toàn thực phẩm nêu rõ, hiện nay có tình trạng giả mạo văn bản của Sở Y tế như thông báo quy định về việc thành lập đoàn thanh tra kiểm tra, giám sát với nội dung sẽ tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn. Các đối tượng lừa đảo đã sử dụng số điện thoại giả danh là lãnh đạo Sở Y tế, thanh tra Sở Y tế hoặc Chi cục An toàn thực phẩm gọi điện đến các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm do ngành y tế quản lý, yêu cầu đại diện cơ sở có mặt tại cơ sở sản xuất kinh doanh để làm việc với đoàn thanh tra kiểm tra, cho số điện thoại để cơ sở liên lạc. Đặc biệt, các đối tượng này đã lấy mẫu hình thức tương tự văn bản của các cơ quan quản lý nhà nước để cắt ghép và gửi cho chủ cơ sở. Trước hiện tượng này, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh khi phát hiện các văn bản nghi ngờ giả mạo thì thông báo ngay đến đường dây nóng của Sở Y tế, thanh tra Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.